Tập 3. Thái hậu giá đáo. Bái kiến Thái hậu. Sao Thái hậu lại tới đây? Bệ hạ, ta nghe trong cung nói người giết 16 họa sư, có thật không? Chuyện nhỏ như vậy ai nói cho Thái hậu biết vậy? Ta đang hỏi có phải là thật hay không. Bệ hạ, như vậy là giết người vô tội, là hành vi của bạo quân. Bạo quân? Dung mạo của mẹ trẫm mà họ không vẽ ra, vậy không đáng chết hay sao? Mẹ của người đã chết vì người. Nếu thấy bộ dạng bây giờ, tỷ ấy sẽ nghĩ sao? Chẳng khác nào tỷ ấy đã chết oan uổng. Mẹ trẫm bị lời đồn hại chết. Nếu như trẫm quên mất mới là chết oan uổng. Bây giờ trẫm là thiên tử, không ai được can thiệp chuyện của trẫm. Không một ai.
dung nhan của tỷ tỷ. Cho dù giống hay không giống, đều không thể bị dẫm đạp. Nhi thần, tuân theo giáo huấn của mẫu hậu. Chắc bệ hạ cũng đã mệt, người hãy nghỉ ngơi sớm. À! Tại sao ngươi lại phải cản chậm lại? Ngươi muốn phản bội chậm hay sao? Hả? Quách Chiếu đã phản bội chậm, phản bội mẹ của chậm, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội mẹ chậm hay sao chứ? Bệ hạ, bây giờ thời cơ vẫn chưa chín mùi. Bệ hạ chỉ mới đăng cơ mấy ngày, vẫn chưa hiểu rõ thời cuộc trong triều đình. Bệ hạ hãy cố chờ đợi. Chờ đợi tới khi nào đây? Chờ đợi tới khi nào đây? Trẫm chỉ muốn nhìn thấy dung mạo của mẹ trẫm. Trẫm làm sai hay sao? Trẫm làm sai sao? Tại sao không có ai có thể vẽ ra dung mạo của mẹ trẫm hết vậy? Tại sao vậy? Trên này này không có người nào có thể vẽ được hay sao chứ? Ngươi vẽ được không? Ngươi vẽ được không? Ngươi có vẽ được hay không? Tại sao lại không có ai? Tại sao vậy? Tại sao? Bệ hạ bớt giận. Bệ hạ, thực ra các họa sư đều rất khó xử. Trong các họa sư không người nào được phép nhìn dung nhan của thánh mẫu mà bệ hạ. Bệ hạ, Đến hôm nay trên thế gian chỉ có một người có thần thái thánh mẫu mà thôi. Ai? Ai? Là bệ hạ. Bệ hạ giá đâu?
Vẽ đi. Bệ hạ, người đừng cử động. Như vậy được chưa? Dạ được, được. Được chưa? Dạ, dạ. Bệ hạ, bệ hạ,
bái kiến Hoàng Thái Hậu. Thời tiết oi bức, bệ hạ cảm nắng, không thể nghênh đón. Thái Hậu, xin người hãy hồi cung. Hôm nay tiễn linh cữu tiền đế, bệ hạ đâu thể không đưa ta. Vậy khác nào khiến cho hậu nhân vạn đại cười chê bệ hạ bất hiếu chứ? Chuyện này cũng là nghe lời phò thần Tư Mã Ý mà thôi. Tư Mã Ý nói phải lấy quốc sự làm trọng. Đại thần không cần đưa tiễn, không có quốc sự nào quan trọng hơn long thể của bệ hạ. Nếu như Thái Hậu không hiểu, có thể đi hỏi Tư Mã Ý đại nhân. Ngươi chuyển lời đến bệ hạ, ngươi đối xử với ta ra sao, ta đều chấp nhận. Nhưng ngươi là thiên tử vạn người nhìn, mong người thận trọng, chớ vụ xả tắc. Dạ. Bệ hạ cảm nắng bất an, không thể đưa tang được, mong chính phó sử chủ trì hạ táng. Thần tuân chỉ. Này, con không đưa tang cha, hả chẳng phải khiến sự bút định danh bất hiếu sao? Đừng lầm lỡ giờ lành, đi thôi. Trẫm tưởng sẽ giết trẫm chứ. Suốt 4 năm trời, đừng nói là lập làm thái tử, thậm chí còn nhìn thẳng ta một lần. Tại sao ông ấy lại truyền ngôi vua lại cho trẫm vậy? Tại vì tiên đế không có sự lựa chọn nào khác. Tại vì chỉ có bệ hạ thống nhất được đại ngụy. Cũng chỉ có bệ hạ khống chế được quyền thần mà thôi. Người nói đúng. Trẫm là thiên tử, là con trai của trời cao, không có bất cứ ai có thể cản trở được ta, phải không?
tạo hóa ra sao đều là do ý trời. Đi thôi Trọng Đạt. Đại nội quan đúng không? Trọng Đạt công, Trường Văn công, tại sao các ngươi vẫn chưa đi? À, đại nội quan, sao ngài lại ở đây? Tại ta tự sinh giữ linh cửu tiền đế. Đại nội quan, ngài cũng là mệnh quan của triều đình, ngài ở lại đây thật thiệt thòi cho ngài. Ta đâu phải mệnh quan triều đình gì, ta chẳng qua chỉ là một nô tài hầu hạ tiên đế. Tiên đế được làm thiên tử, không nỡ xa ta mới cho ta một chức quan cho người ngoài nhìn thấy thôi. Ta sống trong lo sợ suốt 7 năm trời trên triều đường. Bây giờ tốt rồi, có thể tự do tự tại ở lại với tiền đế. Đại nội quan vui là được rồi. Trọng Đạt công, ta đã không còn là đại nội quan nữa. Sau này bọn ta sẽ tới thăm a ông. Từ sau khi tiền đế ra đi, không ai gọi ta với cái tên A Ông nữa, nghe có vẻ rất gần gũi. Đà tạ Trọng Đạt công, đã mấy năm không gặp, nhìn mặt ngài đã già đi rất nhiều. A Ông, bổn quan chào đời trước tiền đế 8 năm. Đúng. Ta đã nhìn thấy ngài và tiền đế biết nhau, hiểu nhau, đồng cam cộng khổ rất nhiều lần, qua nguy thành an, cùng nhau dựng nên đại nguy. Khi nhắm mắt, giống như mọi chuyện mới vừa xảy ra. Sao lại nhanh tới vậy? Cứ như một giấc mơ. À ông, lúc tiền đế lâm chung, ngài có mặt không? Vậy ngoài việc sai ta làm phò thần, không còn gì khác. Tiền đế cũng muốn viết bức thư cho ngài. Vậy thư đâu? Nhưng sau đó tiền đế lại nói có Giang Sơn Đại Ngụy làm chứng, còn viết thư gì nữa chứ? Ngươi nghĩ cha ta ở bên đó có đói không? Bệ hạ, tiên đế ở nhân gian là vị thiên tử cao quý. Cho dù tiên đế có qua bên đó thì cũng vậy thôi, vẫn áo gấm lụa là, cao lương mỹ vị, không phải chịu khổ đâu. Lúc còn sống ông ấy thích ăn nho nhất. Bên đó có nho để mà ăn không? Có lẽ là có. Hình như ông ấy chưa từng ăn quả nho do chính tay chấm lột. Chưa từng có.
đưa 4 chiếc xe nho tới hưởng điện. Dạ. Nè, Trẫm có thể đi thăm ông ấy không? Bệ hạ, họ đã khởi hành từ lâu. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, mau đi truyền thái y. Dạ. Bệ hạ, bệ hạ. Thái hậu giá đáo. Khấu kiến thái hậu. Bệ hạ bị sao vậy? Hồi bẩm thái hậu, bệ hạ tuổi nhỏ uống rượu dẫn đến khí huyết đi ngược, cần tịnh tâm tịnh dưỡng mới khỏe lại. Qua đi. Thái hậu có gì căn dặn? Ta niệm tình, ngươi đã chăm sóc cho bệ hạ bao nhiêu năm qua, ta mới để ngươi lại. Nếu ngươi còn dẫn dụ bệ hạ, ta lập tức giết ngươi. Thái hậu muốn giết nô tài dễ như nhổ ngọn cỏ vậy, không hề có một chút tiếng động nào. Dù gì nô tài cũng chỉ có cái mạng hèn này, khi nào thái hậu muốn lấy đi thì cứ việc lấy thôi. Sao ngươi lại để mặt bệ hạ căm hận tiên đế và ta? Có lợi gì cho ngươi? Ngươi muốn gia tộc thiên tử tan đàn xẻ nghé hay sao? Nô tài nào dám. Chẳng qua nô tài chỉ cùng khóc với bệ hạ. Lúc bệ hạ buồn, chuyện chân thái hậu chết có liên quan thái hậu hay không, nô tài không biết, nhưng mà có liên quan tới tiên đế. Lúc trước thái hậu và tiên đế ân ái như vậy, gánh vác một chút cho tiên đế, không lẽ không được hay sao? Bệ hạ đúng là quá khổ sở. Lúc còn làm hoàng tử, lúc còn làm hoàng tử chỉ dám đổ máu, không dám rơi lệ. Tại sao khi được làm hoàng đế rồi, đau buồn, muốn lớn tiếng khóc vài tiếng cũng không thể được hay sao? Thái hậu, người muốn bảo vệ thể thống của Đại Ngụy, đằng sau thể thống của Đại Ngụy chính là một đứa trẻ mất mẫu thân từ nhỏ rồi. Mẹ. Bị hả? Người. Mẹ, Trẫm còn nhớ rất rõ cái cảnh năm xưa từ mà y nhấn đầu bảo Trẫm gọi người làm mẹ. Chỉ một tiếng mẹ đó, Trẫm đã gọi suốt mấy năm, phải không? Đúng.
nhớ rõ. Người phụ quan sủng ái nhất là người. Chắc người cũng biết thứ phụ quan thích ăn nhất là nho. Nhưng mà chuyện khiến trẫm thấy hối hận nhất chính là cả đời trẫm chưa từng lột một quả nho nào cho tiên đế. Thần mẫu của trẫm ở bên đó, nhưng mà tiên đế chắc chắn không để cho bà ấy lột. Nếu thiên tử đã sủng ái người, vậy người xuống dưới lột nho cho phụ quan đi có được không? Không dám sao? Hay là không muốn? Hay là không nỡ đi? Hả? Trẫm giúp người. Trẫm giúp người. Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Trẫm giúp người! Đi đi! Bệ hạ! Tại sao không đi? Bệ hạ! Bệ hạ! Đi đi! Hạ! Đi đi! Bệ hạ! Người hãy nghe thần nói, chỉ có Quách Quý Tần mới cứu được người. Trước khi người bị phế, người phải gọi Quý Tần làm mẹ. Nếu không, mẹ người sẽ chết oan uổng. Người hiểu chưa? Quỳ xuống. Gọi mẹ đi, gọi. Mẹ. Cậu đừng sợ, có mẹ ở đây. Mẹ ở đây rồi. Hậu cung có biết bao nhiêu đứa trẻ còn thơ dại, có thể để cho nàng nuôi, có thể đối xử với nàng như thân mẫu. Tại sao cứ phải chọn nó chứ? Bệ hạ biết rõ lý do mà. Xin bệ hạ ân chuẩn. Sao bệ hạ cho 5 triệu? Sao bệ hạ vẫn chưa đến nữa? Bệ hạ, tứ đại phò thần đã vào cung, xin được triệu kiến. Họ muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ bọn họ không biết trẫm đang dưỡng bệnh hay sao? Có phải là họ đang mong trẫm sớm ngày băng hà không? Nghe đại tư mã nói có quân tình khẩn cấp từ Đông Ngô. Thái y, đổi áo mũ. Dạ. Bọn họ cứ tưởng là trẫm còn trẻ, tưởng trẫm không bằng tiên đế. Chính vì vậy trẫm sẽ cho bọn họ nhìn rõ. Bệ hạ giá đâu? Thần bái kiến bệ hạ. Mà
mau bình thân. Có quân vụ như thế nào mà khiến cho bốn vị ái khanh tới đây vậy? Thần nhận được cấp báo Tôn Quyền Đông Ngô do Lục Tốn làm đại đô đốc công đánh Quảng Nam. Có năm nào mà không đánh mấy lần? Đại Tư Mã thống lĩnh Đông Nam có thể xua quân dẹp loạn. Đây là chiến sự tầm thường mà. Nhưng có một chuyện không tầm thường. Khởi tấu bệ hạ, thần còn nhận được mật báo Chu Phường Thái Thú Phạm Dương Đông Ngô vì bị Tôn Quyền nghi kỵ, muốn dẫn theo lính Phạm Dương đầu hàng Đại Ngụy. Có điều binh lực hắn không đủ, rất sợ bị Lục Tốn dây tóm, khẩn xin Đại Ngụy ta xuất binh tiếp ứng. Đại tướng quân Ngô dẫn theo quân lính đầu hàng, chuyện tốt mà. Vậy tướng quân nào bằng lòng ra tiếp ứng? Đây là thời cơ tốt để thắng, thần nguyện xuất quân. Khởi bẩm bệ hạ, chuyện này cần phải cẩn thận. Đông Ngô rất giỏi dở dò gian trá, không được quên hoàng cái trong trận xích bích năm xưa. Tư Mã Thị Trung từng ra chiến trường sao? Biết thế trận địch ta thiên biến vạn hóa sao? Lấy chiến sự của 20 năm trước lồng ghép vào tình thế hôm nay, sợ không dám tiến để mất thời cơ, lẽ nào không sợ Đông Ngô và Tây Thục chê cười sao? Bệ hạ, tình báo thần nhận được rất chính xác. Thần đã sai hiệu sự điều tra. Tôn Quyền nghi kỵ Chu Phường, nội trong một tháng mười mấy lần phái thượng thư lang mật thám đến chỗ Chu Phường điều tra, thật sự gây khó dễ cho hắn. Chu Phường bị ép phải cắt tóc tạ tội, cả ngày hoang mang. Thần cho rằng xin hàng phần lớn là thật. Bệ hạ, ngày trước Mạnh Đạt bỏ Lưu Bị đầu hàng Đại Ngụy, rồi được tiên đế trọng dụng. Hôm nay tên Chu Phòng này chẳng phải Mạnh Đạt thứ hai sao? Khởi bẩm bệ hạ, Tôn Quyền xảo trá, Lục Tốn đa mưu thiện biến, xin bệ hạ minh xét.